Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sakat, được sự tư vấn tận tình của thầy Sakat cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Canh Thân 1980 trong tháng 9 âm lịch. Như quý vị đã biết, Khỉ là con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Theo tử vi tháng 9 âm lịch, những gia chủ tuổi Canh Thân luôn giữ được bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên về vận trình tháng 9 âm lịch, những người tuổi Canh Thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của bạn đã khiến cho các con giáp khác phải đua nhau ghen tị. Vậy nên trong cuộc sống, bạn cũng cần phải lưu ý, ứng xử hài hòa để tránh những mâu thuẫn, xung đột không đáng có, làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu phân tích là số tử vi của những người tuổi Canh Thân ngay bây giờ nhé! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh và thích yêu thương, chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là những người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm những điều thiện, điều tốt, giúp ích cho đời. Người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây là tính xấu mà bạn cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này. Sự nghiệp được hanh thông, thuận lợi. Vận mệnh người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén, chi tiêu nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay chứ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Đối với các gia chủ tuổi Canh Thân trong tháng này nên chú ý nhiều những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bạn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Xét về thiên can, canh dương kim gặp canh dương kim nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là tinh hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Canh Thân cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng. Thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất về sự nghiệp, quan vận. Tháng này bạn bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp, bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Với tài năng vốn có của mình, bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục, khẩu phục. Chuyện hợp tác diễn ra thuận lợi, bản mệnh thậm chí có thể là người lãnh đạo tập thể vươn tới thành công. May mắn trong sự nghiệp sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Tuy vậy, bạn nên thận trọng với lời nói và hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời, hoặc sếp của bạn có thể coi bạn là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, bạn sẽ phải tham gia vào các buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Sakat khuyên gia chủ hãy mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Sakat được thầy Sakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 9 âm lịch, gia chủ Canh Thân không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Canh Thân có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy đã đến và ở một mức độ nhất định. Khi bạn có xu hướng chi tiêu nhiều tiền, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phát triển một kế hoạch tốt
để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá là nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chứ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này tuy vất vả nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều điều tốt. Tháng này tuy vất vả nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều điều đối với những người sinh năm 1980. Vì thế bản mệnh cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng đối diện với thách thức. Nên thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn, quên ngủ. Nên có ý thức giảm dần việc tiệc tùng, xã giao, không sử dụng chất kích thích. Các gia chủ tuổi Canh Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho gia chủ Canh Thân. Nhờ thành công trong sự nghiệp và có tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới, mà bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản tài chính của bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ, có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị về chung một nhà. Với những người vẫn còn độc thân, vận đào hoa của bạn khá tốt, bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của người khác giới. Khuyên bạn hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội được tìm hiểu nhau. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có năm âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ Thành hòa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 9, tức mùng 4 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 9, tức ngày 16 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 9, tức ngày 7 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 9, tức ngày 19 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Canh Thân 1980 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống, có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.